rất là lớn trong một bảng tính. Và làm thế nào để chúng ta có thể tìm kiếm cũng như là lọc những cái nội dung đó một cách dễ dàng, nhanh chóng? Thì trong Excel sẽ cung cấp cho chúng ta một công cụ là Filter trong thẻ Data. Các bạn chọn thẻ Data này và chúng ta sẽ thấy mục Sort and Filter, và chúng ta chú ý vào phần Filter này. Phím tắt là Ctrl Shift và L. Cách thực hiện tạo bộ lọc như sau này. Các bạn sẽ chọn toàn bộ cái bảng tính mà bạn muốn áp dụng chức năng lọc. Bởi vì chức năng lọc này nó chỉ áp dụng cho từng bảng riêng biệt. Nếu như trong một sheet của bạn có nhiều bảng tính khác nhau thì bạn phải thực hiện chọn bảng tính trước, sau đó bạn áp dụng filter cho bảng tính mà bạn đã chọn. Ví dụ, ở đây chúng ta có bảng từ OA2 tới E67. Thì thao tác chọn cả bảng chúng ta đã biết rồi. Chúng ta sẽ thực hiện như sau này, Ctrl Shift và số 8, hoặc là các bạn bấm Ctrl và dấu sao. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ không chọn dòng tên bảng mà chúng ta chỉ chọn từ dòng tiêu đề trở đi mà thôi. Vì vậy, các bạn có thể thực hiện cái thao tác thứ hai, đó là tại vị trí dòng đầu tiên ở cột đầu tiên của bảng chính là OA2 này, mình sẽ bấm phím Ctrl Shift mũi tên xuống để chọn tới dòng cuối cùng của bảng, và chọn tiếp Ctrl Shift mũi tên sang phải để chọn hết cột cuối cùng của bảng. Và như vậy mình đã chọn được toàn bộ từ OA2 tới OE67 rồi. Đó. Các bạn cần kiểm tra lại xem là đúng cái vị trí bảng chúng ta đã chọn hay chưa, có nội dung nào sót hay không. Phòng trường hợp chúng ta có những cái dòng trống ở phía bên dưới của bảng, hoặc là cột trống ở phía bên tay phải, nó sẽ làm cắt cái bảng của bạn ra thành nhiều phần, và như vậy bạn sẽ chọn không được hết toàn bộ cái bảng bạn mong muốn. Tiếp theo, sau khi chúng ta đã chọn bảng dữ liệu rồi, chúng ta sẽ thực hiện chọn thẻ data và bấm vào mục filter. Sau khi bấm vào filter, các bạn sẽ thấy ngay lập tức trên dòng đầu tiên, tức là dòng tiêu đề của bảng, xuất hiện cái nút hình mũi tên xỏ xuống này, đó chính là cái nút lọc. Điều đó cho thấy rằng bạn đã áp dụng thành công bộ lọc ở trên dòng đầu tiên, dòng tiêu đề của bảng tính này. Và nhìn trên thẻ data vị trí filter, chúng ta thấy nó đã được tô đậm lên rồi. Điều đó chứng tỏ rằng bộ lọc đang được áp dụng cho cái bảng tính này. Và nguyên tắc của Excel đó là với một sheet bạn chỉ áp dụng được một lần filter mà thôi. Bạn áp dụng cho bảng nào thì chỉ áp dụng cho bảng đó, còn bảng khác sẽ không được áp dụng. Thì đó là cách chúng ta tạo bộ lọc cho bảng dữ liệu. Và để sử dụng bộ lọc này, chúng ta sẽ làm như sau này. Tại vị trí cột mà bạn muốn lọc thông tin, bạn sẽ bấm vào cái nút lọc. Sau đó, bạn sẽ có phần nội dung được liệt kê ở phần bên dưới của bộ lọc. Tại nội dung này, bạn sẽ có thể nhập bất kỳ một nội dung nào mà bạn muốn tìm kiếm ở trong cột dữ liệu. Thì tự động bộ lọc sẽ giúp cho bạn lọc cái nội dung vào ra. Ví dụ như ở đây, mình sẽ lọc tên là Phương chẳng hạn. Thì toàn bộ những cái nội dung cột khách hàng có tên là Phương thì sẽ được liệt kê hết trong bảng dữ liệu này, giúp chúng ta nhìn thấy cái bảng chỉ còn những cái thông tin liên quan tới cái đối tượng mà chúng ta đã lọc. Thì khi đó chúng ta sẽ có thể dễ dàng hơn trong cái việc rà soát kiểm tra lại dữ liệu có liên quan tới cái nội dung mà chúng ta muốn tìm kiếm. Chức năng này khác hẳn với công cụ tìm kiếm của Excel, đó là công cụ File Replace. Công cụ File Replace chỉ giúp chúng ta tìm kiếm trong bảng mà thôi, nó không lọc dữ liệu. Nhưng ở đây chúng ta có bộ lọc, và bộ lọc này sẽ giúp cho các bạn là loại bỏ hay còn gọi là ẩn bớt đi các cái dữ liệu không có liên quan tới cái đối tượng mà bạn muốn tìm kiếm. Do đó bạn tìm đối tượng nào nó sẽ chỉ hiển thị cái nội dung liên quan tới đối tượng đó mà thôi. Đó, rất là tiện lợi cho chúng ta trong cái quá trình sử dụng. Thì sau khi bạn áp dụng bộ lọc cho một cột thì cột đó sẽ xuất hiện cái dấu hình cái phễu này. Thì điều này thể hiện rằng trong bảng dữ liệu của bạn, bộ lọc đang được áp dụng cho cột B là cột khách hàng. Và để bỏ lọc thì các bạn sẽ có thể làm như sau này. Tại vị trí cột mà bạn đang áp dụng bộ lọc, bạn sẽ bấm vào đó và bạn chọn Clear Filter. Khi chúng ta chọn Clear Filter xong, chúng ta sẽ thấy bộ lọc đã được bỏ đi và hiển thị đầy đủ thông tin của những người khác. Hoặc là bạn có thể bấm vào vị trí trên thẻ data phần Sort and Filter và chúng ta bấm chọn vào mục Clear. Đó. Ví dụ mình làm lại này, mình chọn cột hình thức, chọn tiền mặt. Thì mình có thể tích chọn vào mục tiền mặt, bỏ tích chọn ở phần chuyển khoản đi, bấm OK. Đó, thì lọc toàn bộ những cái nội dung liên quan tới tiền mặt. Và bây giờ muốn bỏ lọc đi, mình sẽ bấm vào vị trí clear ở trên thẻ data. Đó, nó sẽ bỏ đi cái nội dung mà chúng ta đang lọc, trở về trạng thái ban đầu của bảng dữ liệu. Thì để có thể bỏ bộ lọc đi, không sử dụng nó nữa, chúng ta sẽ có thể làm như sau. Bạn sẽ chọn trên thẻ data mục filter, nếu nó đang được tô đậm này, bạn bấm trở lại nó một lần nữa thì nó sẽ bỏ cái bộ lọc đi, không áp dụng bộ lọc nữa.
bấm vào filter nó sẽ mất đi bộ lọc đó. Trong trường hợp nếu như bảng dữ liệu của bạn đang áp dụng bộ lọc và bạn đang lọc cho một nội dung và bây giờ bạn bỏ filter đi thì điều gì sẽ xảy ra? Đó là toàn bộ cái kết quả lọc được nó sẽ mất đi và trở về trạng thái ban đầu của bảng dữ liệu. Bây giờ mình bấm vào mục filter này, đó, mất bộ lọc và đồng thời clear luôn cái chức năng lọc, trở về trạng thái ban đầu. Đó, thì đấy chính là cách để chúng ta có thể bỏ cái chức năng lọc của bảng dữ liệu đi, không sử dụng nó nữa. Thì ở đây mình nói thêm một chút về trường hợp khi chúng ta áp dụng bộ lọc ở trong Excel sẽ có một số cái lỗi như sau này. Đó là có một số trường hợp chúng ta lười, chúng ta không muốn chọn cả bảng mà chúng ta bấm vào một vị trí bất kỳ ở trong bảng và chúng ta bấm vào mục filter. Thì Excel cũng tự động nhận dạng cho chúng ta biết rằng tôi sẽ áp dụng bộ lọc cho bảng dữ liệu này tại cái nơi mà bạn đang chọn. Nó sẽ tự hiểu bảng của bạn là từ đâu đến đâu và nó áp dụng bộ lọc cho cái nội dung đó. Tuy nhiên, trường hợp này không phải lúc nào cũng đúng và rất dễ xảy ra trường hợp đó là Excel hiểu sai dẫn tới các cột ở trong bảng được áp dụng bộ lọc nó sẽ nhiều hơn so với thực tế số cột mà bạn mong muốn. Đồng thời, có một số trường hợp rằng có dòng trống ở trong bảng và Excel không tính tới cái dòng đó, khiến cho toàn bộ nội dung ở phía bên dưới không được ghi nhận vào trong bộ lọc và làm cho cái bảng dữ liệu của bạn lọc không hết được nội dung. Thì đấy là một số cái lỗi. Vì vậy, mình khuyên các bạn là chúng ta nên thực hiện cái thao tác đúng, đó là chọn bảng dữ liệu trước, sau đó mới áp dụng bộ lọc. Ví dụ này, chọn từ A2 tới hết bảng, đó, chọn hết cả bảng, sau đó bấm vào filter để áp dụng bộ lọc. Chứ chúng ta không làm tắt, làm tắt rất dễ bị sai, và khi sai đôi khi chúng ta không biết rằng tại sao nó lại sai. Đấy là điều mình muốn lưu ý với các bạn. Thì trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về chức năng lọc của filter áp dụng với từng loại dữ liệu khác nhau. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong bài tiếp theo.